Chào các bạn, tiểu sử diễn viên Khả Ngân. Khả Ngân hay Ngân Sushi, tên thật là Trần Thị Kim Ngân, sinh vào ngày 31 tháng 7 năm 1997, là một diễn viên điện ảnh, người mẫu ảnh, người Việt Nam. Khả Ngân sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô được biết tới là người mẫu ảnh của nhiều hãng thời trang từ khi còn đi học. Cô đã đoạt giải nhì bơi lội quốc gia vào năm 2008. Ngoài ra, cô còn được biết tới là một hot girl qua Internet. Năm 2015, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế Điệp Vụ Tuyệt Mật. Năm 2016, cô tham gia chương trình Bước Nhảy Hoan Vũ mùa 7 với sự đánh giá cao từ ban giám khảo trước khi dừng lại tại live show 5. Cùng vào năm, vào tháng 11, cô đã trở thành đại sứ thương hiệu của cà phê Mr. Brom, thương hiệu sở hữu bởi King Care, tập đoàn đã chiếm lĩnh thị trường cà phê đóng lon tại Đài Loan. Năm 2017, cô tạm thời vắng bóng trong showbiz và trở lại vào năm 2018 trong bộ phim điện ảnh 100 ngày bên em của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Các bộ phim mà cô đã tham gia: Trở Về Ba năm 2014, Cao Thủ Ẩn Danh năm 2016, Sám Hối năm 2016, Nàng Tiên Có Năm Nhà năm 2017, 100 ngày bên em, Yêu Em Từ Khi Nào, Hậu Duệ Mặt Trời năm 2018. Các MV mà cô đã tham gia: Chờ Ngày Mưa Tan năm 2013, Gật Đầu năm 2018. Tháng 10 năm 2016, trong tuần lễ ASEAN do Bộ Văn hóa Du lịch Malaysia tổ chức, có sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật của Đông Nam Á. Việt Nam có 3 đại diện: diễn viên Khả Ngân, diễn viên Công Dương và Hoa hậu Thùy Dung. Khả Ngân đã giành được giải Miss Asian, một giải thưởng dành cho nghệ sĩ tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á, do đích thân Mohamed Nazir Abu, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia trao tặng. Cuối năm 2017, Khả Ngân nhận giải nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất trong chương trình Sao Nhập Ngũ. Năm 2018, cô xếp vị trí thứ 3 hạng mục nghệ sĩ có hoạt động nổi bật của WeChoice Awards năm 2018. Cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.